À, yếu tố mà quan trọng nhất để con tôm nó phát triển ở giai đoạn nhỏ đó thì hình như cái chu kỳ của nó đó, đó nó cũng phải là ăn và trao đổi chất cũng giống như lọt xác liên tục liên tục giống như con tôm lớn như đấy nhưng mà cái nhu cầu về con tôm ở giai đoạn nhỏ như là cái sức đề kháng của nó đó, đó nó sẽ yếu hơn con tôm lớn và trong giai đoạn một tuần đầu hoặc là hai tuần đầu á một cái yếu tố mà nó bảo vệ con tôm tốt nhất và hiệu quả nhất đó, nó vẫn là chúng ta tập trung chúng ta bảo vệ cái đường ruột tôm tại vì khi mà giai đoạn đầu hay là giai đoạn nào cũng gì cả và cái đường ruột tôm nó sẽ giúp tôm phát triển hoàn thiện tại vì khi mà nó tiêu quá thức ăn tốt mỗi ngày nó trao đổi liên tục liên tục liên tục và nếu như cái đường ruột nó không khỏe nó thiếu về enzyme với thiếu về men thì cái trong điều nó sẽ phát sinh vấn đề về gan về tị hay là sức đề kháng của tôm yếu mà một trong những yếu tố mà để giúp tôm phát triển về ruột trong giai đoạn đầu đó chính là cái enzyme mình thấy ra ví dụ khi chúng ta mà ăn một cái gì đó thì bắt đầu là tự động cái cơ thể chúng ta nó sẽ tiết ra một cái nước miếng cái nước miếng ở trong họng của chúng ta là một cái điều nó là một cái enzyme để nó giúp chúng ta tiêu hóa tốt và giúp cho chúng ta nhai hay là tiết ra nước bọt để chúng ta nhai thì khi mà con tôm cũng vậy nó cái enzyme trong đường ruột và cái enzyme của nó có nhưng mà chúng ta nuôi ở quy mô công nghiệp để con tôm tiết hóa tiêu hóa tốt hơn thì chúng ta phải bổ sung là enzyme và một cái dòng mà bên chi đã cung cấp cho vị các bạn rất là nhiều trong đây thì nó sẽ có rất là nhiều gốc enzyme giống như là lát nè Mimer và giống như rất là dòng và trong đây thì nó có rất là nhiều dòng enzyme để phù hợp với đặc thù trên đó là ruột tôm đặc biệt đó là tôm thẻ giống như những gốc lát hay là trên ruột tôm mà trong giai đoạn đầu tiên á mà để mà nó phát triển tốt và hoàn thiện được là nó phải có một cái hệ phẫn có lợi cho đường ruột đặc biệt là phẩn Bacillus là một nhóm phẩn có lợi mà chúng ta thấy được ở trong những năm gần đây hay là năm 10 năm trước năm nay chúng ta đã sử dụng rất là nhiều nhóm là nhóm Bacillus đặc biệt là Bacillus subtilis chúng ta tăng cường một cái lợi phẩn đường ruột với một cái mục tiêu đó là chúng ta tạo ra một cái hệ sinh thái là lợi phẩn đường ruột và những cái chủng phẩn có hại nó sẽ không còn đất sinh sôi nảy nở trong đường ruột đặc biệt là những cái nhóm phẩn mà gây phân trắng hay là bệnh về gan rồi đó nhóm Vibrio đó thì nó sẽ không có phát triển trên đường ruột và cái dòng men đường ruột micro 8 này chúng ta cứ kèm trong giai đoạn đầu và giúp tôm phát triển trong những giai đoạn đầu nếu mà khi mà tôm qua giai đoạn 2 ấy, thì nó sẽ có một cái nhiệm vụ tuyệt vời hơn chút xíu đó là nông to đường ruột và bảo vệ đường ruột tốt hơn tiêu hóa tốt hơn và giai đoạn đầu ấy, chúng ta tăng cường và chúng tăng, tăng cường men trong cái enzyme đường ruột và trong video này thì cũng muốn nói về đó là chúng ta bảo vệ tôm trong giai đoạn đầu tiên để làm sao coi mình có kết quả tốt hơn rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành công ty sản duy xin chào hẹn gặp lại xin cảm ơn